Thì năm nay á, mà chúng ta gọi là năm năm con mèo. Ở Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam dùng chung một lịch thì ăn Tết chung. Nhưng mà các nước kia đó thì gọi là năm con thỏ, mà chỉ có mình Việt Nam mà gọi năm con mèo. Thì thôi bây giờ Pháp Hòa nói một chút xíu cái ý sao, tại sao mà có cái chuyện như vậy. Có ai thắc mắc không? Không biết làm sao mà người Hoa là kiêng năm con thỏ mà người Việt thì năm con mèo. Thì cái vấn đề này á, Pháp Hòa có tra thì nhiều thuyết lắm, rất là nhiều thuyết nói về cái này, nhưng có những thuyết rất là huyền thoại thì thôi mình không nói. Nhưng mà có một học giả, ông tên là Philip Papin. Ông là một chuyên gia dạy sử ở tại trường cao học thực hành ở Paris. Khi mà ông dạy sử Việt Nam á, thì ông có nói lý do nào mà trong 12 con giáp thì duy có cái 5 con mèo á, thì hai nước xài hai cái con khác nhau. Thì ông mới giải thích rằng cái tốt mà nói cho nó tế nhị và không có đụng chạm nhiều đó thì qua cái vấn đề ngôn ngữ. Bởi vì người Trung Hoa người ta gọi con thỏ là mao, thì âm tiếng Việt á nó na ná như giống như mèo. Chứ còn nếu mà mình viết cái chữ thỏ mà bên tiếng Hán á, mà mình phát âm kiểu mình bây giờ á, không có đọc là mèo hay là mao mà đọc là thố. Thỏ là thố cho nên gọi là ngọc thố. Mà người Trung Hoa lấy cái hình ảnh con thỏ đó để tượng trưng cho mặt trăng. Thấy không? Cho nên người ta mới nói là ngày giờ nó qua mau, người ta hay mới nói sao? Kim ô tợ tiễn, ngọc thố như thoa. Kim ô tợ tiễn là ngày đi qua nhanh như một cái mũi tên bắn. Thấy không? Ngày đêm nó đi qua mau giống như một mũi tên bắn. Mà thường thường người ta mỗi lần mà người ta cúng linh mà người ta muốn nói lên cái cuộc đời vô thường mau quá đó, thì người ta hay thán cái câu như vậy: kim ô tợ tiễn, ngọc thố như thoan, tưởng cốt nhục dĩ phân ly, đổ anh hùng như hà tại. Thì nó có nhiều cái thuyết mà nói rằng tại sao như vậy. Nhưng mà Pháp Hòa đọc á, thì Pháp Hòa thấy rằng có thuyết thì nói về vấn đề lịch sử huyền thoại, có thuyết thì nói về vấn đề tự trị. Ví dụ như người Việt là mặc dù lệ thuộc người Trung Hoa tất cả, nhưng mà cũng có những cái là giữ yên như vậy để mà giữ cái bản sắc dân tộc Việt Nam, thí dụ vậy. Thì thôi bây giờ mình theo ông giáo sư này mình nói để cho nó nhẹ nhẹ và cho dễ nhớ, thì mình nói rằng bởi vì người Trung Hoa gọi con thỏ là mao, mà khi mà mình âm lại tiếng Việt mình á, thì nó giống như mèo. Mà cho dù là hiểu được như vậy thì chẳng qua do cái trại chữ thôi. Thấy không? Do trại chữ thôi. Giống như là tiếng Phạn á, tiếng Phạn là Buddha, người Trung Hoa âm là Phật Đà. Có khi mà đọc là phù đồ, âm lại cái chữ Phật Đà phù đồ. Và mình á, người Trung Hoa gọi là Phật Đà, người Việt mình gọi viết cái nó tắt và thành Phật. Thành thử ra tất cả đều do những cái chữ trại. Giống như người ta giải thích cái bánh tét á, đúng ra kêu bánh tét, nhưng mà mình gọi viết cái nó thành ra bánh tét. Rồi có người giải thích là tại sao bánh tét là vì muốn cắt cái khoanh bánh tét mà không có dính á, thì người ta mới cầm cái sợi dây, người ta xin lỗi, ta cắn ở trong răng á, rồi người ta mới cầm cái dây đó, người ta cắt cái khoanh bánh tét, thì cái bánh tét nó không có dính vào cái dao. Vì vậy cho nên vì cầm sợi dây mà tét cái bánh cho nên kêu bánh tét. Rồi giống như ta kêu là cái bánh ít. Bánh ít đúng ra nó kêu bánh ít, mà bánh ớt là tại vì nó ngầu như con ớt vậy đó. Rồi đúng là mình gọi là bánh ớt, nhưng mà rồi gọi riết cái thành ra bánh ít. Chứ bánh ít nó không có nghĩa gì trơn á. Thấy không? Thí dụ vậy. Cho nên rồi mình nó do cái gì mình đặt cái nấy. Vậy thôi
giống như cái chảo thiệt là nóng, múc một muỗng bột để vô cái chảo, đổ vô kêu cái xèo, kêu bánh xèo. Rồi cũng cái chảo bằng đất vậy, cũng cái chảo bằng đất vậy, rồi cầm mà dầu tho tho vậy đó, rồi cái đổ bọt vô kêu cái khọt, kêu bánh khọt. Thì vậy thôi. Thì tất cả đều là mình muốn cái gì cũng do mình à, nhất thiết duy tâm tạo mà. À, thì bây giờ Pháp Hòa mới nói thỏ cũng được, mèo cũng được. Thì thôi bây giờ mình ở chùa Việt Nam, mình người Việt thì mình kêu năm con mèo. Nhưng mà người Á, người lành Việt á, cái người nông dân ở Việt Nam á, thì họ lại chuộng con mèo. Bởi vì sao? Bởi vì họ nói rằng con mèo nó gần gũi hơn. Con mèo nó gần gũi bởi vì con mèo là giúp cho người nông dân giữ được mùa màng. Tức là mèo làm gì? Bắt chuột. Phải không? Mà mèo bắt chuột thì giữ được cái mùa màng cho nó tốt. Rồi thí dụ như giờ mình nuôi con mèo ở nhà, mình còn nựng niệu rồi chơi chứ không ai để nuôi con chuột cái nựng đâu. Thí dụ vậy. Thành thử ra thì cái người Việt thì dùng con mèo. Nhưng mà ở đây thì mình chỉ khi nói tới năm con mèo thì Pháp Hòa cũng nói sơ một chút như vậy, để cho mình biết là lý do nào mà hai bên, ngay cả người Nhật họ cũng dùng con thỏ, chỉ có Việt Nam duy nhất là dùng con mèo. Theo như Tử Vi á, thì họ nói rằng tuổi con mèo á là cái tuổi rất là khiêm cung, tự trọng, ăn nói lưu loát, được nhiều người thương. Tuổi con mèo là con mèo tượng trưng cho cái người nhẹ nhàng, cho nên người nào mà ăn nhẹ nhàng nó có thể ăn như mèo ngửi. À, đi mà rất nhẹ, mèo đi. Rồi mà thở thật là nhẹ, như thở như mèo. Ở Việt Nam ta có những danh nhân cũng tuổi mèo. Thí dụ như là Trần Quốc Toản, một vị anh hùng dân tộc, tuổi còn rất trẻ. Có thể nói trong những vị mà đi chinh chiến, Trần Quốc Toản là một người trẻ tuổi. Pháp Hòa nhớ hình như 16 tuổi đó, khoảng đó. Mà ở đây ai có coi cải lương đó, hồi đó có cái tuồng Trần Quốc Toản bóp nát trái cam đó. Cầm trái cam mà giận quân thù quá mà bóp nát trái cam, rồi lấy viết 6 chữ lên lá cờ. Ai nhớ 6 chữ đó không? Phá cường địch, báo hoàng ân. Tức là phải phá cho được những người giặc, mà cho dù họ mạnh cỡ nào đi nữa, mình phải phá họ, mình phải diệt họ để mà báo được ân đức cho vương. Trần Quốc Toản sinh năm Đinh Mão 1267. Rồi chúng ta cũng có một danh nhân người Việt khác nữa, đó là cụ Nguyễn Thiếp. Nguyễn Thiếp tức là còn gọi là La Sơn Phu Tử, người mà vua Quang Trung Nguyễn Huệ đã nhiều lần mời ra để mà phò trợ. Cuối cùng ông cũng ra phò cho vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Ông sinh năm Quý Mão 1723. Chúng ta có Phạm Ngũ Lão. Quý vị nhớ Phạm Ngũ Lão ha. Nghĩa là khi mà vua đi ngang, mà ông ngồi đang cái sọt á, mà ông không hay biết, thậm chí người ta đến người ta nại ông lên mà ông cũng chả hay, thấy điều ngạc nhiên mới hỏi, nói tại vì ông đang suy nghĩ những câu trong binh thư. Phạm Ngũ Lão. Chúng ta có cụ Phan Bội Châu. Cụ Phan Bội Châu sinh năm Đinh Mão 1867. Nhiều lắm, còn rất nhiều những danh nhân tuổi Mão. Pháp Hòa nêu ra vài vị là những vị này chúng ta thường nghe. Những vị này cũng đã được dùng để làm tên đường ở Việt Nam. Hồi nhỏ đó, mình có nghe thỉnh thoảng mình hát cái bài Ru Em, con mèo trèo lên cây cao.
nhớ không? Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà, chú chuột đi chợ đường xa, mua mắm mua muối dỗ cha chú mèo. Cái bài nghe nó mâu thuẫn, hai người là kẻ thù mà làm gì có chuyện đi mua mắm mua muối về làm dỗ cho cha chú mèo. Quý vị tưởng không được à? Được không? Được chứ. Ở Việt Nam mình á, có một ông, một cái đạo ở dưới Bến Tre. Ông này tên là Nguyễn Thành Nam. Ông lập lên một cái đạo mà chúng ta thường gọi là đạo dừa. Và chủ trương của ông á là ăn dừa, ăn rau trái để sống, không ăn những cái con vật. Và chủ trương của ông á là phải hòa đồng tôn giáo, không gây chiến tranh. Và ông tự xưng ông là sứ giả hòa bình. Mà cái chữ dừa là bởi vì ông ăn dừa cho nên gọi là đạo dừa. Nhưng mà nếu mà nói về chữ mà vật ý của ông á, người ta còn gọi đạo của ông là đạo vừa. Vừa là vừa phải, trung dung, không có thái quá, không có bất cập. Thì Pháp Hòa đọc sử thì mình thấy rằng khi mà chiến tranh Việt Nam á, thì ông là cái người mà luyện để nói lên cho được anh em có thể người thù mà cũng có thể thương được nhau, có thể sống chung được với nhau. Thì ông luyện hai con, đó là con mèo với con chuột. Ông luyện sao mà hai con nó sống hòa bình với nhau trong một cái lòng. Nhưng mà ở ông lập giáo ở Cồn Phụng ở Bến Tre, bây giờ thì không còn. Ông mất hồi ông 80 mấy tuổi, năm 1990 ông mất. Thì sau 75 thì cái đạo của ông không có được phát triển. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa mới nói là tại vì cái bài hát ru ngày xưa đó, con mèo mà trèo lên cây cao, hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. Mèo mà tới thăm chuột, rồi mới giải đáp rằng gì đó, chú chuột đi chợ đường xa, mua mắm mua muối về để mày làm dỗ cho cha chú mèo. Mình mới nói là làm sao kẻ thù mà có thể sống chung được. Thì cái những cái câu ý đó muốn hướng dẫn chúng ta rằng với cái tinh thần đại đồng thì chúng ta không có nhìn ai là kẻ thù. Mà thường thường thì người ta nói rằng mèo với chuột không có sống chung, nhưng mà có thể làm được cái việc đó. Thì Pháp Hòa chỉ nói sơ về vấn đề con mèo. Bây giờ Pháp Hòa trích hai phần kinh mà Phật dạy chúng ta. Một cái thì một phần là Phật trích trong kinh, một phần thì trích ở một cái quyển đối đáp giữa ông vua tên là vua Di Lan Đà đối đáp với vua, với một vị tỳ kheo tên là Na Tiên. Thì ở trong các cái luận kinh của đạo Phật có một quyển sách rất hay. Quyển sách này tên là Ni Tiên Vấn Đáp. Ni Tiên Vấn Đáp là ghi lại một cái sự hội mặt, họp mặt của ông vua và một vị tỳ kheo tên là Na Tiên, và hai người đối đáp mà quyển luận rất hay. Thì cuối quyển á thì ngài Na Tiên mới hướng dẫn cho cách tu, nếu mình có thể tu theo những cái con vật thì trong đó có thể tu theo con mèo. Thì Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe, ngài dạy chúng ta tu theo kiểu con mèo là tu sao. Tâu đại vương, con mèo có hai điểm cần phải học. Thứ nhất, mèo ở nhà hay là mèo rừng, bất cứ ở đâu, trong hang, hốc núi, bọng cây, hoặc ở chung với người cũng thường dễ dàng tìm bắt chuột. Bắt chuột là sở trường của mèo. Một vị tỳ kheo ở trong am miếu tịnh thất khu rừng, dưới cội cây, ở chỗ trống hoặc trong nhà vắng vẻ, hằng tinh tấn trì bình nuôi mạng, phải biết quán tưởng, niệm thân,
vì quán tưởng niệm thân là nhiệm vụ của người tu. Đặc điểm thứ nhất của con mèo á là không cần biết con mèo đó là con mèo mình nuôi trong nhà hay con mèo ngoài rừng, con mèo ở trong hang, trong hốc, trong bọng cây, bất cứ. Nhưng mà con mèo nó cũng làm một cái việc của nó thường làm, đó là bắt chuột. Người tu ta cũng thế, không cần biết mình ở chùa, ở tại gia, ở hang, ở núi, ở cốc, ở am, ở đình, ở biểu, ở đâu không cần biết. Nhưng mà mình phải làm cái bổn phận của mình, đó là phải quán tưởng và niệm thân. Thế nào là quán tưởng? Quán tưởng có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn sống có chánh niệm. Như vậy thì khi sống có chánh niệm là tu tâm. Mà niệm thân có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn quán cái thân. Nếu mà quán về thân thì có hai cách. Có thể là quán thân bất tịnh, thân này là nhơ nhớp, thân này là do bốn đại hợp thành, rồi một ngày nào nó cũng sẽ tan rã. Tuy thế mà chúng ta không được khinh thường cái thân, mà phải mượn cái thân để chúng ta làm cái phương tiện tiến tu. Thí dụ bây giờ mình nói thôi, ăn chi, ăn rồi thì chừng vài tiếng sau cũng đem xả bỏ, thà ăn làm gì. Nói vậy được không? Đâu có được. Biết rằng ăn vô thì nó cũng ra những cái ô uế, nhưng mà phải ăn để giữ cái thân này khỏe mạnh, để chúng ta làm cái việc chính đáng hơn, đó là tu và làm việc giúp đời giúp người, hay là gần gũi là nuôi gia đình, thí dụ vậy. Cho nên mình phải biết niệm thân là không có khinh xuất nó, nhưng mà cũng không có gì, không có bồi bộ đó, không có nghĩa là lo lắng cho nó một cách thái quá. Cho nên đạo vừa, trung bình, đói ăn mệt ngủ. Còn quán tưởng á, là chúng ta phải tư duy, phải tư duy trong đời sống hàng ngày là cái gì chúng ta cần làm, cái gì chúng ta cần bỏ và cái gì chúng ta cần để thì mới có lợi ích. Thí dụ bây giờ á, một cái việc gần nhất thôi, là thí dụ bây giờ mình hay hút thuốc. Một cái hành động hút thuốc của mình thôi mà nếu mà mình biết ứng dụng á, cái quán tưởng và tu và niệm thân này là mình bỏ thuốc được. Thí dụ bây giờ quán tưởng nè, ủa cái điếu thuốc này mình hút thuốc như vậy á có lợi không? Mình hút thuốc như vậy á là không có lợi cho cái thân, nó hại thân tức là hư phổi. Rồi một điếu thuốc sau khi ăn bằng 10 điếu thuốc bình thường hút. Thôi thì chưa tập được bỏ thuốc thì ráng chấn nó, ngự nó, điều chỉnh nó, đừng hút sau khi ăn. Vì một điếu thuốc sau khi ăn cơm bằng 10 điếu thuốc bình thường, là vì tất cả những cái độc tố trong điếu thuốc nó đi vào trong những cái cơ quan trong cơ thể hết, nguy hiểm quá. Cho khi một khi có quán tưởng như vậy thì liền có tu thân, tức là chỉnh lại làm cho thân khỏe. Cho nên tu thân và tu tâm là hai cái việc làm rất cần cho một hành giả trong đời sống hàng ngày. Bây giờ mình nói ví dụ như là mình phải quán tưởng bây giờ mình bệnh, mình đang bệnh đây là mình cần phải kiêng cử cái gì để nó giúp ích cho cái thân mình được khỏe mạnh. Cho nên là phải quán tưởng, đó là bổn phận của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta cứ la cà hoài, chúng ta không có biết lo cho gia đình, vợ buồn, con khổ, thì chúng ta phải tự quán chiếu và là quán tưởng để chỉnh đốn lại cái gia đình của ta. Không cần biết mình là cư sĩ nam, cư sĩ nữ, học Phật nhiều, học Phật ít, chưa tu, biết tu gì không biết. Nhưng mà cái bổn phận của mình, không cần biết mình ở đâu, một ngày nào còn sống thì chúng ta luôn thực hiện cái chuyện là quán tưởng niệm thân. Quán tưởng là phải tư duy, phải suy xét. Niệm thân là phải luôn luôn phò cái thân này, phò coi cái thân này như chiếc thuyền qua sông. Và tu thân không có phải là sáng nào cũng đứng trước kiến cả tiếng đồng hồ,
rồi đi làm về cũng vậy. Nói chung là không phải lúc nào cũng bồi bổ, cũng làm đẹp cái thân, không phải. Dĩ nhiên dơ thân thì phải tắm rửa, đói thì phải ăn để giữ cái sức khỏe, khát thì phải uống, nhưng không có thái quá, không có bất cập. Giữ cái thân trung bình, có đủ sức khỏe để tấn tu là tốt. Cho nên ngài Na Tiên có hướng dẫn là cái bổn phận đầu tiên của chúng ta, của một vị, một người tu á, là phải quán tưởng niệm thân. Giống như cái chuyện mà lâu nay chuyện thương tình của con mèo là bắt chuột. Điều thứ hai, con mèo thường không đi đâu xa, chỉ kiếm ăn ở gần thôi. Vị tỳ kheo cũng vậy, không cần thiết phải tưởng nghĩ những chuyện xa xôi hoặc khởi niệm đi tìm cầu chỗ này chỗ nọ, mà phải tu tập ngay chính ở đây. Quý vị thấy, thường thường á, chúng ta hay có một cái cách sống là chúng ta hướng ngoại hơn là hướng nội. Thí dụ nha, cái nhà mình nhỏ, mà nếu mà mình muốn làm cái nhà mình đẹp á, là mình đi mua đồ đạc về trưng bày làm sao mà nó vừa với cái nhà nhỏ của mình là nó đẹp. Còn mình mà hướng ngoại á, mình nhìn ra ngoài á, mình thấy nhà người ta trưng cái này trưng cái kia mà mình đi mua về á, mình để vô nó không giống ai hết, là tại nó đang chật cứng nè, nó không có đẹp. Cho nên không phải cái nhà đó, cái nhà của mình phải để cái món đồ đó giống như cái nhà kia nó mới đẹp đâu, không phải. Cho quý vị mới thấy á, người ta thường nói á, không phải là vua mặc long bào cũng không giống thái tử, chứ đừng nói là giống vua. Quý vị có nghe câu nói đó không? Thì cái câu đó muốn nhắc mình cái gì? Muốn nhắc là mình đừng có phóng cái tâm mình ra bên ngoài, mà chúng ta phải quay về, chúng ta sống với cái hiện tại, hoàn cảnh của mình là tốt nhất. Còn nếu mà muốn nói hạnh phúc á, hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc ở ngay trong cái thực tại này. Thí dụ hai mắt còn sáng là hạnh phúc, hai chân còn khỏe để đi là hạnh phúc, tai còn nghe rõ là hạnh phúc, răng còn nhai được là hạnh phúc, mắt còn nhìn được là hạnh phúc. Cho nên cái điều kiện của hạnh phúc đó, đôi khi nó thật là gần, mà rất là thân thiện, mà bên cạnh mà chúng ta quên. Để rồi một mai nào đó, thí dụ răng nhức ăn không được, cái lúc đó mới biết trời ơi, lúc không đau răng là hạnh phúc. Cho nên thỉnh thoảng mà có đau răng cũng cái điều tốt để quán chiếu, để rồi khi nào hết đau răng mình biết gì, biết trân trọng cái lúc không đau răng. Cho nên hạnh phúc á, không phải là ở đâu hết á, hạnh phúc là ngay trong cái giờ phút này. Cho nên người tu cũng cần tìm cầu ở đâu xa. Quý vị có nhớ không, hát cho đại chúng nghe cái bài mà Một Ngày Hạnh Phúc. Nếu không có hạnh phúc một đời, ta hãy tìm hạnh phúc một năm một tháng. Nếu không có một tháng một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày một giờ. Sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc, sau một đêm ngon giấc nồng nàn, chợt tôi nhìn ra nét môi em cười, à một đóa hoa tươi. Có nhiều khi hạnh phúc đơn giản vậy đó, phải không? Hạnh phúc đơn giản là hạnh phúc một đêm ngủ ngon. Ở đây ai có bị mất ngủ không? Có ai thường bị mất ngủ không? Người nào bị mất ngủ biết cái khổ của người mất ngủ. Ai mà mất ngủ cảm thấy một đêm nó dài khủng khiếp lắm, có phải không? Còn mình mà ngủ ngon lành thì mới ổn, trời mới nhắm mắt cái sáng này. Cái người mà ngủ không được họ cứ nhìn đồng hồ hoài, khó chịu lắm. Vì vậy mà người xưa nói đó, đêm rất dài với người mất ngủ, đường rất dài với kẻ lữ hành mỏi mệt. Cũng vậy, đường luân hồi cũng trải dài mệt mỏi cho kiếp nhân sinh. Nghĩa là hôm nào mình đi đường mà mình mệt, coi trời mình thấy đường nó dài lê thê, phải không? Giống như sáng nay mà vị nào mà lên từ Khao Ri lên đến Minh Tinh là sáng ngủ dậy là tinh thần sảng khoái ha, đi không sao.
mà lát nữa ngồi đây rồi ăn cơm rồi bắt đầu chiều chiều rồi bắt đầu nó buồn ngủ rồi nữa nha. Trời ơi, đi về là cảm thấy nó dài lắm, phải không? Cho nên đêm rất dài với người mất ngủ, đường rất dài với kẻ lữ hành mỏi mệt. Cái đường luân hồi sanh tử của chúng ta nó cũng dài lê thê như vậy. Ngủ được một giấc ngon, sáng ra nhìn mặt con, mặt vợ thấy còn cười được, trời nét môi em cười, ôi một đóa hoa tươi. Có nhiều khi mình mới bước vô chùa, tâm hồn phơi phới định làm công quả, mới vừa bước vô thấy ông trụ trì bữa nay không có mùa xuân, cái mình cũng quay lưng mình về, phải không? Mà để mà ông nào mà thấy thầy trụ trì cũng cười cũng vui cái sao, tự nhiên mình cũng thấy vui vẻ. Rồi mình đi làm công quả với cái người bạn đạo gần gũi của mình, hỏi gì chỉ có vui vẻ chỉ trả lời, chứ chỉ có nạt nồn chứ nó ai biết. Nghe tiếng ai biết dễ xa nhau quá. Thì như vậy á, cái hạnh phúc á nó rất là đơn giản như vậy. Cho nên cái điều thứ hai mà con mèo thường làm á là không có đi ăn ở xa, con mèo thường đi ăn gần gần. Cũng như vậy, chúng ta không có cần hạnh tự tìm cái gì ở đâu xa hết, hạnh phúc ở ngay đây. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ á, mình nhìn lại mình đó, mình thấy mình cũng chưa hoàn toàn hạnh phúc. Có thể là gia đình mình chưa có vui, vợ chồng còn nhiều hụt hẫng, nhưng là so lại á với cái người mà vừa khổ tâm về gia đình mà vừa khổ luôn cả vật chất, thiếu ăn thiếu mặc thiếu tiền thiếu của, thì mình có hơn à. Ở đây mình có thể mình buồn khổ chuyện gia đình, nhưng cơm áo mình có, nhà cửa mình có, nghèo nghèo chứ cũng có chiếc xe, nghèo nghèo chứ cũng có cái tủ lạnh, cái tivi, cái microwave, ví dụ vậy. Cho nên cái điều kiện hạnh phúc của mình vẫn còn hơn nhiều người khác. Thấy như vậy để làm gì? Để chúng ta bằng lòng và sống an vui với những gì chúng ta đang có. Hạnh phúc là ngay đó. Ví dụ bây giờ quý vị đi qua Trung Quốc nha, quý vị đi về Việt Nam nha, quý vị thấy chùa chiền ở bên Trung Quốc chứ Việt Nam không? Quá chừng quá đất phải không? Cái chùa mình ở đây là bằng cái nhà ăn của người ta thôi. Nhưng mà mình ở cái xứ này á, mình được cái chỗ như vậy đó là sao? Hạnh phúc lắm rồi. Mình ở xứ này, mình qua đây, mình lập nghiệp, mình xây dựng được một cái chỗ mà khang trang và được như vậy, đó là một điều kiện hạnh phúc. Mặc dù xứ ta có hơi lạnh, nhưng mà bù lại thì xứ tốt, cho nên có lạnh nhưng bước vô nhà ấm. Quý vị thấy không? Còn những cái xứ mà ít có khi lạnh đó, mà lạnh một cái là chết. Hôm nay là báo chí đăng ngoài những cái nơi mà tự nhiên năm nay thời tiết bất thường, lạnh quá người ta không có đủ ấm, súc vật chết, người già quá chịu không nổi chết, vân vân. Cho nên cái điều kiện hạnh phúc của chúng ta là như vậy. Đi tới chùa mà không có cái tọa cụ mà ngồi ở dưới sàn không, đau chân quá, nhìn giáo giác ở trời còn dư miếng ngồi, hạnh phúc. Có phải không à? Cho nên nhiều khi đi làm về hết cơm rồi, muốn đi kiếm gói mì mà lục ra hết gói mì, cái bắt đầu cái bực rồi, hết cơm á là đã ăn chút rồi nha, tìm gói mì không ra là hai bực, phải không? Rồi xây qua thấy đống chén chưa rửa là ba bực. Rồi thấy con nó về nó giục cái áo nữa, cho nên những cái cảnh bực á nó cũng dễ sinh. Nhưng mà thành thử ra hôm nào về mà hết cơm, mà ăn cơm rồi mà không chịu nấu, mà quên giật điện nữa, trời ơi là mình dễ đổi lên lắm. Nồi cơm nó ăn hết rồi mà không nấu là một tội rồi, không giật dây điện ra là hai tội. Ăn xong không rửa chén nữa, bắt đầu là dễ lắm. Mình có đủ cớ để bắt đầu mình làm gì? Mình làm một bài thuyết pháp. Mình thuyết nghe. Nhưng mà bây giờ á, mình mở cái tủ ra, đói bụng quá chừng mà mở tủ ra thấy con mì còn con gói, hạnh phúc. Điều kiện của hạnh phúc. Cho nên thường thường á, mình chưa có hạnh phúc lớn á, đi tìm hạnh phúc nhỏ trước đi. Bữa nào con mình nó ngoan được bữa, mừng bữa đó. Bữa nào nó lên nó lì, nó nghịch, bữa đó mình biết bữa đó. Chứ giờ mình cầu toàn có bộ khó. Pháp Hòa nói như vậy là quý vị hiểu rồi ha. Mình có con, mình nuôi con, mình dạy con làm sao. Em ở đây cũng vậy. Bữa nào mà con nhà em mà ngoan hiền là em mừng bữa đó.
Và bữa nào mà không ngoan hiền thì mình biết ngày hôm đó là mình không được an vui. Cho hai cái điều mà ngài Na Tiên dạy là, thứ nhất là gì? Cái sở trường con mèo bình thường là bắt chuột. Chúng ta cũng thế, chúng ta cũng phải làm một cái việc thường xuyên của ta là quán tưởng và niệm thân. Quý vị ơi, mình tu theo Phật không có làm gì hơn đâu, ngoài cái chuyện là sửa thân và tu tâm. Nói rõ hơn là chúng ta phải sửa thân, sửa tâm. Vậy thôi à. Ví dụ ha, hồi trước á, mình tới chùa, mình vô chánh điện á, là mình nói lớn tiếng, mình cười, mình giỡn, mình không có tôn trọng đây là cái chánh điện. Nhưng mình nhờ mình vô chùa, mình học được rằng á, điện Phật là nơi tôn nghiêm, không nên nói chuyện lớn tiếng. Tự nhiên mình vô trong này rồi, cái mình bớt cái lớn tiếng của mình. Mà bớt cái lớn tiếng như vậy là tu cái thân. Rồi có khi ngồi im, đọc kinh, niệm Phật, không có nói chuyện này chuyện kia, tu cái tâm. Cho nên một khi mà người Phật tử bước chân tới chùa là thân tâm được chỉnh. Muốn nói cái gì với ai, nhờ người ta gì phải nói câu này: chị ơi, chị hoan hỷ lấy giùm tôi cái ly nước. Nói theo ngoài đời là gì? Chị vui lòng. Còn nếu mà nói theo đời, ê lấy giùm ly nước coi, thân thì không sao hết á, nhưng mà hôm nào buồn nhau rồi á, bộ tôi không có tên sao gọi tôi ê, thấy không? Thành thử ra ở trong chùa, mình bước vô chùa rồi là thân tâm được bắt đầu chỉnh và đốn. Có đốn mới có chỉnh. Đốn là gì? Đốn là chặt. Thường thường một cái cây mà nó mọc mà nó ung tùm quá, người ta muốn làm cho cây nó gọn lại, người ta phải đốn. Đốn xong người ta tỉa, tỉa là chỉnh. Chứ một cái người mà không có chỉnh thân, chỉnh tâm á, thì không có hoàn hảo. Cho quý vị để ý ha, mình chấp cái tay là mình tu cái thân nè, quán tưởng lễ xuống là tu cái tâm, rồi ngồi đây nghe pháp là tu tâm, lát xuống nhà dùng chén con chay là tu tâm, tu thân. Tu thân là mình nuôi thân, nghe pháp là nuôi tâm. Cho nên rồi mình để ý một chút thì mình mới thấy là mình tới chùa là thân tâm được nuôi dưỡng. Mà người tu Phật không làm gì khác hơn là tối ngày chỉ có chuyện là quán tâm và tu tâm và chuyển cái thân. Một khi tâm nó lành, nó thiện rồi thì tự cái thân nó thuần, nó thục. Cái tâm mà nó tịnh rồi, cái nét mặt nó cũng nhẹ nhàng ra. Còn cái tâm mà đang sân, cái mặt nó đỏ rần. Cái tâm mà đang sân, hai con mắt nó lòi ra. Cái tâm mà đang giận, mà giận bâm gan tím mật là môi mình nó rung, nói không có rõ ràng. Cho nên cái tâm mình nó làm sao thì nó hiện cái tướng lên vậy. Hai điều này dạy: quán tưởng và tu thân. Còn con mèo á, là không đi ăn xa. Là sao? Con mèo không đi ăn xa là người tu ta cũng không cần phải đi đâu để tìm những hạnh phúc. Hạnh phúc là ngay trên cái hiện tại này. Bữa nay á, mình có một gói mì à, so với bữa tiệc ngày hôm qua là thua xa. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn thèm một gói mì, mà ăn một gói mì rất ngon lành. Vậy thì tại sao không ăn một gói mì ngay trong giờ phút hiện tại đó một cách ngon lành? Thật sự mà nhìn cho kỹ, món nào cũng ngon hết á, không có món nào dở hết á. Giống như con người à, ai cũng đẹp, mỗi người đẹp một kiểu, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Đó là mình nói về ngài Na Tiên dạy. Bây giờ Pháp Hòa trích một đoạn trong kinh Phật dạy về con mèo. Một hôm Đức Phật gọi các thầy và dạy như thế này: này các thầy tỳ kheo, thuở xưa có một con mèo rình chuột cạnh một đống rác và nghĩ rằng nếu có một con chuột nhắt nào chạy ra, ta sẽ bắt lấy nó và ăn thịt nó. Rồi này các thầy tỳ kheo, có một con chuột nhắt chạy ra, mèo vồ bắt lấy rồi nuốt chửng, và con chuột nhắt ấy cắn xé phụ tạng của con mèo. Do nhân duyên ấy, con mèo bị đau đớn hành hạ đến chết, hay gần đến chết. Coi như là một con mèo rình một con chuột, rồi vồ ăn con chuột, nuốt con chuột. Bị gì lúc mà thấy con chuột rồi quên nhai, nuốt ực cái. Nuốt ực cái thì cái con chuột đó nó tọt vô trong cái ruột gan của con mèo rồi, thì nó cũng cấu xé con mèo, rồi rốt cuộc con mèo cũng te tua. Có phải vậy không?
ở đây đó, Pháp Hòa lấy cái hình ảnh nữa là trong Tây Du Ký. Quý vị nhớ Tây Du Ký mà khi mà bà dì vợ của Ngưu Mai Vương, à Thiết Phiến công chúa, bà nuốt Tôn Ngộ Không vô bụng đó, nhớ không? Rồi Tôn Ngộ Không ngồi ở trong đó mới lấy đạp cái bà kêu đi ra, Tôn Ngộ Không đâu có chịu ra, có phải không? Ở đời mà kiến ăn cá ăn kiến, mình đừng có nghĩ là mình hơn người ta, mình thần thông hơn, mình nuốt người ta. Có nhiều khi nó nhỏ nhỏ chứ nó linh lắm, nhỏ nhỏ vậy chứ nó ranh lắm, cho nên nuốt được vô trong bụng. Mà đừng có tưởng mình nuốt ta được à, không đâu. Nhiều khi người ta giả mù sa mưa, người ta giả vờ vậy thôi. Mình đừng có tưởng mình hơn người ta, mình nuốt được người ta, mà tới hồi người ta quật lại là mình chịu không nổi, đến chết và gần như đến chết. Cho nên sống ở đời á, phải có nhường và nhịn. Mình có nhịn người ta, người ta mới nhường mình. Còn mình không nhịn, không ai nhường. Còn mình không nhường, chẳng người nhịn. Quý vị để ý coi, cái lễ nghĩa của chúng ta lên mâm cơm, ăn là phải có ngọt coi trước coi sau, để nhường nhịn với nhau trong cái miếng ăn. Đẹp lắm, hay lắm. Mà nội cái bữa ăn thôi đã là một cái chuyện rất hay và rất tu rồi. Lên mâm cơm mà mình thấy người ta đem 6 người mà có 4 cái miếng đậu hũ à, mình gấp miếng còn 3 mà ai cũng miếng, cây còn 2 người kia ăn gì. Cái lịch sự và cái dễ thương là lấy cây muỗng sắn 4 miếng đậu hũ đó ra làm đôi hết, để mỗi người có được một miếng dù là miếng nhỏ. Tu theo Phật là nó gần như vậy, có chuyện gì xa xôi đâu. Đó, con mèo đâu có đi ăn xa, con mèo đi ăn rất gần. Và chúng ta sống thì chúng ta sống gần với nhau nè. Chúng ta phải sống làm sao mà người sống chung với mình có hạnh phúc. Chứ còn mà quý vị mà tu với Phật được là chuyện thường, tu với chúng sanh được mới hay chứ. Bởi vì Phật là ngày thành Phật rồi, mình có chửi Phật, Phật cũng ngồi im à. Cho nên người nói tôi vô chùa, tôi tu với Phật, chuyện nhỏ. Đó, mình mà ở nhà mình tu được chứ phàm phu tu với chúng sanh, tu với bao nhiêu những cái phiền muộn hàng ngày, đó là chuyện lớn đó. Mà một ngày nào mà thanh tịnh được cái chỗ đó rồi là đại giác viên thành. Cho nên người ta khen Phật vậy đó. Ta khen Phật là một người bỏ châu báu, bỏ vợ con, bỏ quốc thành, bỏ vương vị, tu hành tới viên thành đại giác, dùng biết bao nhiêu là phương tiện để mà độ những người mê. Phật là người khí trân bảo, khí thê no, khí quốc thành, khí vương vị, viên thành đại giác, thuyết hằng sa diệu pháp, bạc tế mê lưu. Khen Phật vậy đó. Chứ mình mà bây giờ mình giận ai đó, mình nói tôi không ở với ông nữa, tôi vô chùa tôi tu. À, vô chùa mà tu với Phật là thường, mà tu được với ông mới hay đó. Tu được với bà mới hay đó. Cho nên á, trở lại, con mèo thấy con chuột, nuốt chửng con chuột vô trong bụng con mèo, cắn con mèo. Đức Phật đưa cái ví dụ: này các thầy tỳ kheo, có những thầy buổi sáng đắp y cầm bát đi vào làng khất thực, không phòng hộ, lời nói không phòng hộ, tâm không phòng hộ, niệm không an trú, các căn không chế ngự, các thầy tỳ kheo bị tham dục não hại đến chết hay gần chết. Ấy đây là Phật nói vậy nè. Người tu mình cũng vậy, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý không phòng hộ, dính vô cái đó, mà dính vô rồi là có nhiều khi nó làm gì, nó trở lại nó hại mình quá chừng quá đó. Pháp Hòa nói ví dụ ha. Pháp Hòa ví dụ bây giờ Pháp Hòa không có tiền, không có tiền mà đi vô shopping, thấy người ta mua cái đồng hồ cả ngàn đô người ta đeo, có bộ đẹp quá, cái mình cũng đi kiếm, mình mua cái đồng hồ mà không có tiền, cái mình lấy thẻ ra mình cà, lấy thẻ ra cà thì ngon lành lắm, cà cái nó vô cái lấy cái đồng hồ về thôi.
đeo đâu được mấy bữa, cái cuối tháng về cái bill về, cái nhìn cái bill có tiền lời cái cà lâm, vì mình cà thẻ mà không, thì mình cà thẻ mà tới cuối tháng mà cái bill nó về cái mình, rồi mình đeo cái đồng hồ á, hạnh phúc đâu không thấy, mà mỗi lần nhìn cái đồng hồ nó đau cái ruột, sao ở ngàn mấy. Rồi bây giờ Pháp Hòa hỏi gì chứ, cái này Pháp Hòa nói ví dụ thôi chứ không có chê đâu nha. Mấy cô mà cầm cái giỏ 7-8 ngàn cái đó, nếu mà cầm cái giỏ đó mà mấy ngàn mà cứ cầm lên cái nó lòi ra được cục vàng thì nó khác á. Nhưng mà cầm cái giỏ đó để rồi nó bao nhiêu tiền á, mà hễ mà không muốn nó nữa mà bán là không bao giờ có giá đó nha. Bán là bán lỗ, mà một lần mà bán lỗ là đau như cắt, có phải không? Cho nên đó, mình không phòng hộ hết, mình dính vô cái đó là coi chừng cái đó nó làm gì, nó cắn ngược lại mình, giống như con mèo mà nuốt chửng con chuột, không có suy tư, không có quán tưởng, không có niệm thân. Mình nuốt con chuột vô trong đó, liệu cái thân mình có chịu nổi con chuột không? Quán cái đó gọi là quán tưởng, mà nó vô trong đó nó hại cái thân mình là không có niệm thân. Hai bài kinh khác nhau nhưng mà ở cái cùng ý đó. Cho nên có nhiều cái mình dính vô mình không có quán, mình không có quán, mà một khi mà dính vô rồi thì sao, bao nhiêu đau rồi cái bắt đầu mình than nha, bao nhiêu đau khổ của trần gian trời đã dành riêng để tặng chàng. Khi mình nghĩ cuộc đời mình là sao, cuộc đời mình nó nhiều khổ lụy như vậy. Quý vị thấy được cái hình ảnh đó không? Thì Đức Phật nói giống một con chuột rình một con mèo, một con mèo rình con chuột, mà thấy con chuột rồi nuốt chửng con chuột, thì con chuột vô trong bụng con mèo, thì con chuột cắn lại ruột gan con mèo, và con mèo đau gần chết. Chúng ta cũng thế, không có phòng hộ. Bây giờ Pháp Hòa ở trong này Phật nói nè, không phòng hộ lại nói, mình nghĩ mình giỏi, mình mắng người ta một câu. Nhưng mà ở đời cao nhân tất hữu cao nhân trị, núi cao có núi cao hơn. Mình mắng người ta câu đó, người ta sẽ mắng một câu nặng nề hơn, và từ đó tự mình chuốc lấy cái buồn tủi, cái hờn tức về nơi mình, là bởi vì mình đã đáp với người ta trước mà. Mình đối với người ta không đẹp trước cho nên người ta mới đáp lại, ta kêu đối đáp. Ở đời á, mình muốn người ta đáp mình như thế nào thì trước hết mình phải đối với người ta như vậy. Chơi thường thường quý vị thấy không, treo thường thường ta treo hai câu, ta kêu câu đối. Đối là chữ nó đối với nhau. Giống như Tết năm nay Pháp Hòa làm cái câu đối này nè. Pháp Hòa làm Tết đến giữa trời Tây, thì bên này đáp là xuân về trong nhà đạo. Bên này là đối, bên này đáp nữa. Nó đối là chữ nó tương lại. Xin chúc cho nhau thì nguyện cầu mọi người, bên này lộc cao như núi thì phước rộng tở sông. Mình muốn người ta đáp mình như thế nào thì cái chuyện đầu tiên mình phải đối như vậy. Mình đối được như vậy thì người ta đáp như vậy. Ở giống như Việt Nam mình có cái truyền thống đám cưới hay đám hỏi đó, thì cô và đàn trai bưng gì mấy cái khay quả đó đến, xong rồi cái cuối cùng phải làm gì, phải chia bưng phần đem về. Tại vì mình đã đến với người ta mình đối như vậy thì cái lịch sử của người ta là người ta đáp trở lại lễ trả. Rồi ở trong dân tộc Việt Nam ta là khi có người thân mất, bạn bè mà tới cầm cái hương thắp cho người thân mình thì con cháu trong nhà phải đứng đối diện lại hai bên quan tài, đối với người thân rồi chắp tay xá lại cái người mà đến thăm đó. Vậy là đáp lễ, có phải không? Đó là đáp lễ. Cho nên mà mình mà để ý kỹ thì quý vị mới thấy rằng á, cái đối đáp đó đó nó rỉ rả trong cuộc sống hàng ngày. Và dĩ nhiên á, là trong cuộc đời mà nếu nói tới cái tột cùng á, là đối đãi là sanh phiền. Nhưng mà ở trong cái cuộc thế mà Đức Phật dạy ứng nhân xử thế là chúng ta phải sống như vậy. Nhân chúng ta tạo như thế nào thì quả nó sẽ đáp lại như vậy. Quý vị hiểu ý ha. Thành hôm nay nhân năm con mèo, và đây là buổi nói chuyện đầu tiên của Pháp Hòa tại tu viện Trúc Lâm.
với toàn thể đại chúng ở đây. Thì Pháp Hòa mới mượn kinh, mượn lời kinh của Phật, mượn lời đáp luận của Ngài Na Tiên nói về con mèo, và xin chia sẻ với đại chúng. Và từ những cái ý kinh này, chúng ta rút lại một bài học cho chính bản thân mình. Nhiều khi chúng ta muốn làm cái gì đó, phải khựng lại chút, mình có nên nuốt chửng cái này không? Có nên nuốt chửng không? Có nhiều khi cái lợi lộc mà nuốt chửng một cái là nguy hiểm, nghẹn. Cho hồi xưa đi ngang một cái cây ngã tư đường rất sai trái mà không ai hái hết. Đức Phật hỏi thầy A Nan: "Thầy A Nan, thầy có biết tại sao mà cái cây này nó nhiều trái mà ngay ngã tư đường dễ hái mà không ai hái không?" Đức Phật giải đáp: "Đó là vì cái cây nó có độc." Ở đời á, không phải cái gì mà xinh xê, mát mẻ, đẹp đẽ mà dành cho mình hết đâu. Cẩn thận. Quý vị đi lái xe đi vào shopping nè, đi vòng vòng tìm parking gần nhất, trời ơi có một cái ngay cửa luôn, quẹo vô handicap đâu không được. Đâu phải dễ vậy đâu, mà nếu mà nó dễ vậy đâu tới phiên mình. Cho nên coi chừng. Mà nhiều khi mà không có để ý đó, nuốt chửng cái parking đó, đi ra lãnh cái ticket 35 đồng. Quý vị thấy không? Vì mình nuốt chửng giống như con mèo mà nuốt chửng con chuột. Vì con chuột nó vô trong đó, nó hoành hành cái bụng của con mèo. Cũng như thế, có những cái mà chúng ta nghĩ rằng á, chúng ta nuốt chửng chưa chắc. Nuốt mà không có quán tưởng, không có niệm thân á, mà nuốt chửng kiểu đó đó thì nguy hiểm, có hại đến mình và đến người thân. Quý vị thấy được bài học đó không ha? Thì trong cuộc đời này bất cứ cái gì cũng vậy. Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe cái chuyện tức cười là Pháp Hòa thấy Pháp Hòa thì lúc mà Pháp Hòa làm giấy cho các chú để mà nhận các chú đó, thì những cái bà social worker giúp cho mình làm giấy đó, thì bà giới thiệu mình là có một cơ quan có thể cho mỗi chú vài chục đồng. Thì Pháp Hòa có biết giấy tờ gì đâu, mấy bà làm thì cứ để cho họ làm thôi. Thiệt sự tâm Pháp Hòa là không có muốn xin tiền gì hết đó. Chỉ làm sao mà giấy tờ hợp pháp là được rồi, cho mấy chú đi bác sĩ thì cho dễ dàng thôi. Thì có một cơ quan nó cho cái tiền đó, rồi cũng cơ quan khác nó cho, mà đúng lý ra là hai bên không có được cùng lúc. Mình có biết đâu, cả năm trời mình cứ nhận mấy chục đồng mà hai chiều. Rồi cái thì nếu mình im lặng kiểu đó đó là mình nữa, tiếp tục mình nuốt nữa. Thì Pháp Hòa cũng thiệt tình, có một chú thì không còn đủ cái điều kiện để xin nữa. Cái Pháp Hòa báo tin cho biết, bắt đầu tự mình khui ra là mình ăn hai đầu cả năm rồi. Nó gửi về cái giấy, nó nói là ông đã lố hết 1,700, bây giờ ông muốn trả kiểu nào? Ông muốn trả kiểu là mỗi tháng trừ cái tiền đó, hay là ông gửi cho tôi cái check trả 1,700? Thì khi mà nhớ được như vậy thì Pháp Hòa mới đọc cái chuyện này, thì Pháp Hòa mới nói để không, đâu phải chuyện đời, trên đời này có cái gì mình nuốt chửng được đâu, phải không? Mà nuốt chửng cái gì đó mà không có suy tư quán chiếu thì nguy hiểm vô cùng. Thì Pháp Hòa mong rằng á, qua cái buổi nói chuyện này, tuy không có đủ thời gian để chúng ta dẫn chứng nhiều nữa, nhưng mà qua một vài cái điều Pháp Hòa giải thích chia sẻ thì chắc có lẽ đại chúng cũng nắm được cái ý chính của Đức Phật muốn dạy chúng ta, rồi chúng ta rút tỉa để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Một lần nữa xin kính chúc toàn thể đại chúng cùng gia đình năm mới được an khang, tốt đẹp, mãn nguyện tùy tâm, và nhất là luôn luôn giữ vững tâm bồ đề của mình ngày một kiên cố, bền chắc, để chúng ta tuy ở nước ngoài nhưng chúng ta không có bị mai một cái con đường tâm linh, cái truyền thống cao đẹp của tất cả chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và như đại chúng thấy là chúng ta có thiết 49 ngọn đèn để cúng Phật Dược Sư. Chiều nay chúng ta sẽ tụng kinh lúc 2:30 để
và những chai nước đó thì mỗi gia đình có thể thỉnh về một chai. Và những chai nước này để cúng và đã tụng kinh suốt cả ngày hôm qua với ngày hôm nay. Thì đó là một chai nước chúc lành, mỗi gia đình có thể thỉnh về một chai. 2:30 chiều nay mời đại chúng ở lại tụng kinh. A Di Đà Phật.